Ha, xin chào tất cả mọi người, một lần nữa chào mừng mọi người trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay mình làm clip này để mình hướng dẫn cho mọi người cách kết nối Bluetooth và update firmware trên hai dòng loa, đó là JBL N1MK2 và JBL BRX1. Thì quý khách nào chúng ta hiện tại đang sử dụng những dòng loa như mình đang nói, thì chúng ta có thể dựa vào clip này để chúng ta tự mình update cho chiếc loa của chúng ta tại nhà. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ kết nối Bluetooth bằng cách chúng ta sẽ bấm vào nút Master Menu. Sau đó chúng ta sẽ vào phần Setting. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào mục đầu tiên, đó là BT Audio Pairing, để chúng ta kết nối Bluetooth. Sau đó chúng ta nhấn đó. Rồi tiếp tục mình sẽ vào phần điện thoại, mình mở Bluetooth lên. Rồi thì mình kết nối sẵn rồi, cho nên nó có tên sẵn rồi. Mình sẽ bấm vào JBL. Ok, đã kết nối. Thì đây là phần kết nối Bluetooth đã xong. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tại cài app và tải về. Mình sẽ vào Trang Play. Đâu rồi, Trang Play của mình đâu rồi? Đây rồi. Ok, chúng ta gõ rồi chúng ta tải về thôi. Thì cái này mình đã cài sẵn rồi, cho nên mình sẽ mở luôn. Rồi, mình sẽ bấm vào App Scan. Sau đó nó lại tìm thấy là JBL BRX1. Sau đó mình bấm nhấn Connect. Đồn. Ok, khi nó báo đèn xanh như thế này thì chứng tỏ nó đã kết nối rồi. Và mình đang để gần loa nên sóng đang ngập kinh thành luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ up vào để update firmware. Mình bấm vào Smart. Rồi mình vào phần quay điện thoại thôi. Vào phần firmware. Sau đó mình firmware update. Mình sẽ bấm vào để cho nó update. Để cho nó tải về. 5 chấm tiếp tục. Đó, nó đang download về. Ok, update firmware, nó đã download về thành công. Mình tiếp tục, bắt đầu mình sẽ ghép đôi với, nó sẽ hiển thị ở dưới góc này, là ghép đôi với chiếc loa này. Mình bấm ghép đôi. Khi mà chúng ta update firmware lên rồi, thì các một số tính năng nó sẽ được cải thiện mới. Ví dụ như là Echo và Reverb cũng khác biệt rất là nhiều so với mà lúc đầu khi chúng ta mới mang loa về. Ok mọi người, thì nãy giờ mình đã update xong cho chiếc loa này. Thì các cái thao tác để mà update thì dòng loa JBL N1MK2 và JBL BRX1 chúng ta đều một thao tác như nhau. Cách chúng ta update và đều dùng chung một app cả. Thì bây giờ mình sẽ test thử xem khi update lên thì cái effect nó thay đổi như thế nào, có ok hơn là cái phiên bản cũ không mọi người ha. Mọi người cùng mình chúng ta trải nghiệm và nghe thử ha. Ok mọi người, khi mình update firmware xong thì cái phần effect nó cải thiện khá là hay. Chúng ta hát cảm nhận giống như thử là trên những con vang số, cái echo nó rất là nậy. Thì bây giờ mình sẽ cá thử cho mọi người chúng ta cùng nghe thử ha. Còn hôm bữa là chưa update firmware thì khi mình ca thì mình thấy cái echo nó cũng rất là nhuyễn, nhưng mà nó không có được so sánh được, không bằng được như bây giờ. Bây giờ khi update firmware lên rồi thì cái effect nó hay hơn rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ hát thử. Hey sao? Hey, mọi người nghe echo ha. Hey, ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xôi mịt mù. Trong cơn mưa chiều nay gọi thầm tên em. Muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này, giọt sầu rơi miên man trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tờ trời, bơ vơ trong chiều hoa gọi thầm.
chiếc lá úa xa cành. Giờ còn đây về nơi phương ai, người đã đi cho bao tháng ngày, chìm khuất trong mơ. Xong mình trải nghiệm thì phần FX thay đổi khá là ok, khá là hay mọi người. Chúng ta rất phù hợp để sử dụng cho karaoke cũng như là hát chuyên nghiệp reverse. Thì clip mình đã làm xong thì mọi người thấy hay, hãy cho mình một like, share và subscribe. Xin chào tất cả mọi người ha.